lớp 5B, lớp 4C và lớp 3B của mình quý vị. Thank you.
bởi lẽ bác sống như trời đất của ta, yêu từ ngọn lúa mọi cành hoa, tự do cho mỗi đời hoa lệ, thử lễ em thơ ngựa tặng trà. Hôm nay lớp trong tay khi không chịu kể nhà bác không có họ đâu, cứ tập từ đó hãy bình chiên một những học thị nhỏ về bác Hồ. Tác giả Đặng Thành Tâm, xuất bản năm 2012. Em tên là Nguyễn Đăng Huy, em là người đánh truyện. Cuối thế là con.